Thi Nhung xin kính chào quý khán giả của Việt TV và Radio. Quý vị đang theo dõi phần tin Việt Nam và ngay sau đây là những bản tin chi tiết. Bản tin đầu tiên cho biết là Bộ Công an Cộng sản Việt Nam ngỏ ý muốn quản lý trung tâm cai nghiện ma túy. Thưa quý vị, ông Tô Lâm là Bộ trưởng Công an Cộng sản Việt Nam đang muốn thâu tóm việc quản lý các bộ khác nhằm để chứng tỏ quyền lực của ông này đang ngày càng mở rộng trước Đại hội Đảng thứ 13. Vào hôm 13 tháng 11, ông Tô Lâm tuyên bố việc quản lý các cơ sở cai nghiện cũng là một trong những biện pháp để ngăn ngừa tội phạm. Do đó, Bộ Công an sẽ không ngại quản lý vấn đề này nếu như luật pháp cho phép. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh lâu nay ở Việt Nam, các trại cai nghiện trên toàn quốc đều do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Cộng sản Việt Nam quản lý. Chưa hết, trong một tuyên bố khác, ông Tô Lâm còn gây tranh cãi hơn khi đòi quản lý luôn cả việc cấp giấy phép lái xe từ nhiều năm nay, vốn thuộc về Bộ Giao thông Vận tải Cộng sản Việt Nam. Vụ việc đã khiến cho một số báo nhà nước dè dặt đăng ý kiến chỉ trích và cho rằng Bộ Công an Cộng sản Việt Nam đã quá ôm đồm khi muốn quản lý luôn những công việc vốn đang thuộc về các bộ ngành khác. Đề xuất mới về việc lắp camera bảo vệ biên giới. Tại cuộc họp của Bộ Quốc phòng Cộng sản Việt Nam vào chiều 12 tháng 11, giới hữu trách biên phòng đã vừa có đề xuất với Chính phủ Cộng sản Việt Nam là nên tiến hành đầu tư hệ thống camera giám sát nhằm để tăng cường việc quản lý biên giới. Theo đó, việc lắp đặt camera sẽ góp phần giúp cho lực lượng biên phòng kiểm soát chặt chẽ toàn tuyến biên giới, cả phía Nam và phía Bắc. Cũng theo các giới chức biên phòng, thì trong giai đoạn này, họ vẫn duy trì hơn 7.000 cảnh sát để thường xuyên tuần tra biên giới cũng như đường mòn, lối mở. Tuy nhiên, tình trạng xuất nhập cảnh trái phép vẫn liên tục diễn ra. Được biết, từ ngày 1 tháng 10 cho đến nay, đã có khoảng 3.700 người xuất nhập cảnh trái phép. Phần lớn là người Việt Nam đi lao động và bị phía Trung Quốc trả về. Trong khi đó, nhiều đường dây tổ chức đưa đón người xuất nhập cảnh trái phép qua mạng xã hội cũng đã bị khởi tố. Cũng tại buổi họp này, Cục Tài chính được yêu cầu ứng ngay 68 tỷ đồng để cấp cho lực lượng biên phòng nhằm để họ có chi phí dựng lại nhà ở lẫn các chốt trực một cách kiên cố hơn, trong bối cảnh thiên tai vẫn thường xuyên xảy ra tại các khu vực này. 70% ca ung thư thực quản tại Việt Nam được phát hiện khi đã quá trễ. Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Sài Gòn vào hôm 12 tháng 11 cho biết, mỗi năm, bệnh viện này tiếp nhận để điều trị cho khoảng 100 trường hợp bị ung thư thực quản. Trong đó, có đến 70% người bệnh đến bệnh viện khi mà khối u đã xâm lấn xung quanh hoặc đã di căn ra xa. Cũng theo các chuyên gia của bệnh viện này, thì ngay khi có các dấu hiệu như là khó nuốt, nuốt nghẹn, nóng rát sau xương ức, đau ngực, khàn tiếng, sụt cân, gầy yếu hoặc là suy kiệt, thì người bệnh nên đến các cơ sở y tế để được thăm khám và được điều trị kịp thời. Hiện chưa rõ nguyên nhân chính xác gây ra căn bệnh ung thư thực quản. Tuy nhiên, các yếu tố được cho là có nguy cơ cao gây ung thư thực quản bao gồm thuốc lá và rượu bia. Bên cạnh đó, những người bị trào ngược dạ dày lâu ngày, người bị béo phì hoặc uống phải các chất có tính axit cùng với các chất phụ gia độc hại cũng thường là đối tượng dễ bị ung thư thực quản. Thưa quý vị, người Việt Nam dành nhiều tiếng đồng hồ trong ngày để truy cập Internet. Đại dịch COVID-19 đã đẩy nhanh quá trình chuyển sang kỹ thuật số của Đông Nam Á, nhất là lĩnh vực thương mại điện tử. Trong đó, Việt Nam là nước có số người dùng mới cao nhất khu vực với tỷ lệ là 41%. Trong số đó, có 94% cho biết họ sẽ tiếp tục sử dụng những dịch vụ này ngay cả khi đại dịch kết thúc. Đó là con số thống kê mới nhất vừa được Google, Temasek và Bain & Company công bố vào hôm 11 tháng 11. Được biết, trước khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát, người Việt Nam dành trung bình 3,1 tiếng đồng hồ để truy cập Internet cho mục đích cá nhân. Sau đó, trong thời gian thực hiện lệnh giãn cách xã hội và cho đến nay, số tiếng đồng hồ trong ngày người Việt Nam truy cập vào Internet đã gia tăng nhiều hơn. Theo thống kê, cứ 10 người sử dụng thì có tới 8 người cho rằng công nghệ đối với họ rất hữu ích và không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Cũng theo thống kê, thì phần lớn người dùng Internet mới thường đến từ các khu vực ngoại thành, đặc biệt là ở Malaysia, Indonesia và Philippines. Thưa quý vị, kinh tế số của Việt Nam tăng trưởng mạnh trong lĩnh vực vận tải và thực phẩm. Cũng theo báo cáo của Google, Temasek và Brand Company về kinh tế số Đông Nam Á,
thì trong năm nay, lĩnh vực vận tải và thực phẩm ở Việt Nam đang phát triển rất mạnh. Cụ thể, thị trường gọi xe, giao hàng và gọi thức ăn trong năm nay tại Việt Nam đã đạt mốc là 1,6 tỷ Mỹ Kim, tăng đến 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra, thị trường thương mại điện tử cũng đã tăng tới 46%, còn truyền thông trực tuyến thì tăng 22%. Điều này được thúc đẩy bởi sự gia tăng của các nhà cung cấp dịch vụ phát video trực tuyến. Riêng du lịch trực tuyến, do bị ảnh hưởng nặng nề bởi COVID-19 nên quy mô thị trường này đã bị thu hẹp đến 28%. Được biết, số lượng truy cập mua sắm trên các sàn thương mại điện tử Việt Nam đã tăng hơn 150% so với cùng kỳ năm trước, với hơn 3,5 triệu lượt khách cho một ngày. Trong đó, đại dịch COVID-19 chính là tác nhân khiến cho các hoạt động thương mại điện tử gia tăng. Bản tin tiếp theo cập nhật về diễn biến của cơn bão Vamco. Dự báo vào khoảng 4 giờ ngày 15 tháng 11, tâm điểm của cơn bão số 13 với tên gọi là Vamco sẽ ở ngay trên vùng bờ biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, giật cấp 14. Cũng theo dự báo, thì cơn bão sẽ di chuyển vào đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam và sẽ yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Sau đó, áp thấp nhiệt đới này sẽ di chuyển sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Thượng Lào. Trung tâm Khí tượng Thủy văn cho hay, hiện nay vùng biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi đang có mưa bão, gió giật cấp 14, biển động dữ dội, đe dọa đến sự an toàn của tàu thuyền đang neo đậu trên biển. Trong khi đó, ven biển các tỉnh từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng có khả năng nước dâng cao, gây nguy cơ ngập úng đối với các vùng trũng thấp. Giới hữu trách cảnh báo, từ nay cho đến ngày 16 tháng 11, từ Nghệ An đến Quảng Nam sẽ có mưa rất to. Trong mưa, sẽ có nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở nghiêm trọng ở một số khu vực. Lại xuất hiện bồn chứa khí gas trôi vào bờ biển của Việt Nam. Thưa quý vị, bồn chứa gas với đường kính 2,4 m, dài hơn 6 m, đã vừa trôi dạt vào bờ biển đảo Cù Lao Chàm ở thành phố Hội An vào sáng ngày 14 tháng 11. Đây là một bồn kim loại hình trụ màu xám đang trôi nổi trên biển. Qua quan sát, lực lượng biên phòng ghi nhận phía ngoài bồn in chữ Trung Quốc và được bảo vệ bởi khung sắt khá chắc chắn. Lực lượng chức năng vẫn chưa thể đưa bồn kim loại trên vào bờ vì vùng biển này đang có sóng to gió lớn. Được biết trước đó vào sáng 7 tháng 11, một bồn chứa gas với thể tích tương tự cũng đã trôi dạt vào bờ biển thuộc thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. 5 ngày sau, cách khu vực Điện Bàn khoảng 100 km, chính quyền tỉnh Quảng Ngãi lại tiếp tục phát hiện hai bồn chứa khí gas khác trôi dạt vào bờ biển huyện Bình Sơn và thị xã Đức Phổ. Hiện cơ quan chức năng chưa xác định được nguồn gốc của các bồn gas này. Trường dạy nghề 60 tỷ đồng bị bỏ hoang tại Bình Thuận. Một trường trung cấp dạy nghề được xây dựng gần hoàn thiện tại Bình Thuận với vốn đầu tư là 60 tỷ đồng, quy mô 2.000 học viên, hiện đang bị bỏ hoang hơn 2 năm qua. Ngôi trường được thành lập vào năm 2010 bởi Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Dự án được khởi công vào cuối năm 2014, xây dựng theo tiêu chuẩn trường nghề quốc gia, với nhiều hạng mục bao gồm phòng học, thực hành, hội trường, căng tin và cả ký túc xá. Công trình dự kiến sẽ hoạt động vào cuối năm 2017, là nơi đào tạo nghề cho học sinh tốt nghiệp trung học, cho học sinh vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa và cho cả người lao động nghèo trong tỉnh. Thế nhưng cho đến nay, mặc dù phần lớn công trình đã hoàn thiện, thế nhưng dự án vẫn chưa đi vào hoạt động, bị bỏ hoang hơn 2 năm qua và hiện đang dần bị xuống cấp. Hiện tại, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã từ chối đưa ra lời giải thích rõ ràng về sự việc này. 10 tấn dầu DO trên tàu chở hàng bị nạn đã được hút nhằm để tránh rủi ro tràn dầu. Ngay trong đêm 13 tháng 11, mặc dù biển động và sóng rất lớn, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi vẫn cho tiến hành hút 10 tấn dầu DO trên chiếc tàu bị nạn tại vùng biển Dung Quốc để tránh rủi ro tràn dầu. Số dầu này sau đó đã được vận chuyển đến kho để chứa. Xin được nhắc lại, trước đó vào ngày 7 tháng 11, tàu Gia Bảo với 10 thuyền viên đã vận chuyển 2.700 tấn đá vôi từ tỉnh Nam Định đến cảng Dung Quốc ở Quảng Ngãi. Bốc dỡ hàng xong, chiếc tàu này được cho là đã neo đậu tại cảng biển Dung Quốc. Vào khoảng 11 giờ khuya ngày 9 tháng 11, tàu Gia Bảo đã bị sóng lớn giật đứt neo, trôi dạt và vào gành đá ở huyện Bình Sơn, khiến cho hầm hàng của tàu này bị thủng. Vào thời điểm đó,
Trên tàu chở hàng này có 10 tấn dầu DO, được cho là rất nguy hiểm nếu bị tràn ra biển, trong bối cảnh cơn bão số 13 đang chuẩn bị đổ bộ vào khu vực này. Bản tin từ Quảng Nam cho biết đã xảy ra một vụ cháy lớn tại xưởng đồ nhựa giữa lúc mưa bão. Vụ cháy xảy ra tại một xưởng đồ nhựa và phế liệu ở huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, sau đó nhanh chóng lan rộng và bao trùm cả nhà xưởng, trong khi trời thì đang mưa gió do ảnh hưởng của cơn bão Vamco. Vụ hỏa hoạn xảy ra vào lúc 12 giờ trưa ngày 14 tháng 11. Do nhà xưởng chứa nhiều đồ nhựa, trong khi bên ngoài thì có gió mạnh nên ngọn lửa đã nhanh chóng lan rộng. Tại hiện trường, cột khói đen bốc cao hàng chục mét. 6 xe cứu hỏa đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Đến 3 giờ chiều, ngọn lửa đã được dập tắt. Nguyên nhân của vụ cháy và thiệt hại đang được làm rõ. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc cho phần tin Việt Nam của Đài Truyền hình Việt TV và Radio. Chúng tôi chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin kế tiếp. Xin kính chào.